Nhung xin chào ngày mới quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 1 tháng 10 của STV. Chúc quý vị và các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Trong chương trình sáng nay có những nội dung gì đáng chú ý? Quý vị hãy đồng hành với chúng tôi tới phút cuối của chương trình nhé. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị phần tin tức. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2022 ước tính tăng 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh của quý 3 giúp GDP 9 tháng đầu năm nay tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế 9 tháng qua, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,69%. Khu vực dịch vụ tăng 10,57%, lạm phát cơ bản tăng 1,88%, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2022 tăng 0,4% so với tháng trước, chủ yếu do giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023. Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá. Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý điều hành giá đã được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2022, lạm phát ở một số nước tiếp tục có xu hướng gia tăng, giá xăng dầu thế giới diễn biến bất thường. Giá nhiều mặt hàng, nguyên liệu, vật tư, chiến lược vẫn chịu áp lực lớn, tăng giá từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá một số mặt hàng trong nước có hiện tượng tăng cao. Để quản lý điều hành giá hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đơn vị sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát bình ổn thị trường, tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, tổ chức thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Tháng 9 năm 2022, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Sơn La ước đạt 2.000 tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán. Lũy kế thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt 13.725 tỷ đồng, bằng 90% dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn tháng 9 ước đạt 415 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước đạt 3.091 tỷ đồng, bằng 82% dự toán năm. Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 800 tỷ đồng, bằng 5,3% dự toán. Lũy kế chi ngân sách 9 tháng đạt 10.700 tỷ đồng, bằng 71% dự toán, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của địa phương và nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của tỉnh. Đảng bộ huyện Sông Mã có 37 chi đảng bộ với 538 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 7.569 đảng viên. Thực hiện công tác tổ chức đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025, tính đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2022, 25 chi bộ thuộc 24 đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện đã tổ chức xong đại hội chi bộ điểm, đạt 100%. Nhìn chung, đại hội chi bộ điểm trực thuộc đảng bộ cơ sở được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Sau khi hoàn thành rút kinh nghiệm từ đại hội điểm, các chi bộ sẽ tiến hành tổ chức đại trà đại hội các chi bộ còn lại. Đối với 17 xã thực hiện sáp nhập bản, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu sau khi có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng ủy các xã chỉ đạo thực hiện hợp nhất hoặc sáp nhập các chi bộ, không thành lập chi bộ mới và chỉ định chi ủy và các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ để chuẩn bị tổ chức đại hội, hoàn thành vào quý 4 năm 2022. Để nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Thời gian kiểm tra tập trung vào quý 3 và quý 4. Nội dung kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, tiến độ thực hiện hoàn thiện bộ tiêu chí, công tác tổ chức tự đánh giá thẩm tra theo quy định tại quyết định số 18 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nắm bắt tình hình, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, thống nhất các giải pháp thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2022.
Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện công tác xác định diện tích rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bảo đảm theo đúng kế hoạch, thành lập hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và kết quả xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Đến hết tháng 9 năm 2022, đã xác định được 561.111 ha rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó 539.981 ha rừng tự nhiên và 21.130 ha rừng trồng. Việc xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo công khai, minh bạch, đồng thời thống nhất về diện tích rừng dự kiến cung ứng dịch vụ môi trường rừng để lập kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng thời gian quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, đã hai chục ngày qua, cuộc sống của 88 hộ dân ở Bản Giáng, xã Trình Đen, thành phố Sơn La bị đảo lộn bởi nước ngập úng dâng cao tràn vào nhà, gây ngập các công trình sinh hoạt và các tuyến đường. Để bảo đảm việc đi lại sinh hoạt và đưa đón con trẻ đi học, các hộ dân nơi đây phải làm bè tre hay cầu tre. Nhân dân Bản Giáng mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp thoát nước, ổn định cuộc sống. Đây là tuyến đường bê tông chính dẫn vào Bản Giáng, đã ngập sâu dưới nước. Những chiếc bè tre tạm bợ đã được bà con nhân dân làm để giúp cho người già đi lại, cháu nhỏ đi học dễ dàng hơn. Theo người dân Bản Giáng, nguyên nhân gây ngập úng là do hang cát tơ phía cuối bản bị tắc, cộng với mấy ngày vừa qua mưa liên tiếp, nước không thoát được. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, việc ngập úng năm nay xảy ra trên diện rộng hơn và mực nước dâng cao hơn so với các năm 2020 và 2021. Trước đây, mỗi lần xảy ra tình trạng ngập úng cũng kéo dài vài tháng nước mới rút. Nhiều hộ phải di chuyển đàn vật nuôi lên ở chuồng tạm, chặt tre làm cầu, làm bè di chuyển qua vùng ngập úng. Nước ngập sâu mấy hôm rồi, bà con phải chặt tre, luồng, làm bè để đi thôi. Mong cán bộ xuống giúp dân làm sao để tháo được nước, chứ cứ thế này thì khổ lắm. Cơn mưa lớn vào đêm ngày 11 tháng 9 vừa qua, đến nay nước chưa hề rút, nhiều chỗ ngập sâu tới 2 mét. Ngay cả những đứa trẻ ở đây cũng phải tự dùng bè để đến trường, rồi trở về nhà. Mọi điểm vui chơi của bọn trẻ như sân nhà văn hóa hay sân bóng giờ đã thành bể nước. Từ hôm bị ngập, cháu cũng thấy cũng hơi sợ nhưng mà trèo nhiều rồi cũng không sợ nữa. Nhìn từ trên cao, Bản Giáng nằm trọn trong thung lũng của 8 gọn núi cao. Hiện nay bản có 88 hộ dân với 422 nhân khẩu, hoàn toàn là dân tộc Thái. Trong đó có 28 hộ bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đến bản tìm vị trí các hang cát tơ để khơi thông dòng nước. Tuy nhiên, do các hang đều ngập sâu nên vẫn chưa tìm thấy. Trước mắt, ban quản lý bản đã huy động nhân dân đào kênh thông dòng nước qua hồ Nong Giáng. Tuy nhiên, nước ở đây cũng đã sắp đầy. Các phòng ban của cấp trên thì cũng xuống động viên bà con và tìm cái lối thoát cho bà con. Nhưng mà hiện tại là đang tìm lối thoát nhưng mà không có cái lối thoát nữa. Cái hang tắc tơ ấy nó bị tắc rồi, bây giờ nó chìm ở dưới không tìm được. Được biết từ năm 2020 đến nay, Bản Giáng đã xảy ra vài lần ngập lụt nhưng mức độ không như đợt này. Để tạm thời khắc phục tình trạng ngập úng, xã bản đã tuyên truyền vận động các hộ di chuyển đàn vật nuôi lên nơi cao an toàn, thu dọn đồ đạc, phân công cử người theo dõi mực nước. Nếu thấy nước dâng cao, sớm cảnh báo để người dân sơ tán. Sau khi nước ngập thì ban chỉ huy phòng chống tìm kiếm cứu nạn của xã cũng đã khẩn trương vận động tuyên truyền bà con nhân dân. Thì các cái hộ ngập sâu nặng thì chúng tôi khẩn trương là huy động bà con nhân dân là huy động các cái tài sản cố định có giá trị là đi ở với các cái hộ làng xóm trong bản. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã giao Ban Quản lý Dự án thuê đơn vị khảo sát, tư vấn thiết kế, lập dự toán cụ thể, nghiên cứu giải pháp tối ưu nhất để khắc phục triệt để tình trạng ngập úng này. Trước mắt đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp ngành y tế tỉnh đến tận nơi hướng dẫn người dân phòng chống ô nhiễm môi trường và phát thuốc phòng dịch bệnh cho các hộ dân. Phương án triển khai thời gian tới thì đang giao Ban Quản lý thuê đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế và lập dự toán cụ thể và tính toán cái phương án nào là phương án tối ưu nhất. Trong những ngày vừa qua, lãnh đạo tỉnh và thành phố Sơn La đã đến kiểm tra thực tế tại cơ sở.
Sau khi kiểm tra, các đồng chí đã chia sẻ những khó khăn của các hộ gia đình trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố Sơn La tổ chức họp các hộ dân bị ảnh hưởng, xin ý kiến về phương án di chuyển tại chỗ hoặc di chuyển đến địa điểm mới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai để cuộc sống của nhân dân ổn định lâu dài. Và câu chuyện sẽ được phản ánh chi tiết hơn trong chuyên mục hộp thư truyền hình phát sóng vào 20 giờ 20 phút tối nay trên kênh STV. Mời quý vị chú ý đón xem. Khép lại câu chuyện ngày mới, chương trình tiếp tục với trò chuyện cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng đã đạt được những thành tựu quan trọng về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đối với một tỉnh miền núi như Sơn La, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã đạt được những kết quả như thế nào? Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà, quan tâm chăm sóc người cao tuổi là chủ trương lớn mà đã được tỉnh Sơn La triển khai trong nhiều năm qua. Vậy thì bà có thể cho biết những thành tựu nổi bật về công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua? Đối với tỉnh Sơn La thì tỷ lệ người cao tuổi tăng từ 6,6% năm 2016 lên 9% năm 2021 và có xu hướng tăng nhanh trong những năm tiếp theo. Giai đoạn 2017-2021, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể như 100% các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể được cung cấp thông tin về già hóa dân số và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các kế hoạch về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tỷ lệ người cao tuổi được biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe, các kiến thức về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã đạt trên 69%. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trên năm và đã được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe đã đạt trên 56%. 100% các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên ở các khoa phòng thì đều đã có các giường bệnh điều trị cho người cao tuổi. 81,5% người cao tuổi đã có thẻ bảo hiểm y tế, 81,3% người cao tuổi đã được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Để có thể thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, thì ngành y tế nói chung và Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh nói riêng sẽ có những giải pháp như thế nào? Để thực hiện tốt hơn nữa cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và đáp ứng với cái việc già hóa dân số thì ngành y tế nói chung, chi cục dân số nói riêng sẽ tiếp tục tham mưu với ủy ban tỉnh và chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh gắn với những giải pháp nhiệm vụ cụ thể, đó là thứ nhất là tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thứ hai là cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thay đổi hành vi, tạo môi trường xã hội ủng hộ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thứ ba là cần củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, từng bước xây dựng cái mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi được tốt hơn. Thứ tư đó là đào tạo tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thứ năm là tổ chức thực hiện những cái chính sách pháp luật liên quan tới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Vâng, xin được cảm ơn bà vì cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Vâng, hôm nay ngày quốc tế người cao tuổi, chúng tôi xin gửi lời kính chúc các bác, các cụ cao tuổi luôn mạnh khỏe và vui vẻ trong cuộc sống. Tới đây chương trình Chào ngày mới sáng nay xin được kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.